Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những người nào vừa mới chơi The Division và làm sao để cách nào để có thể chơi tựa game này một cách tốt nhất có thể. Thì hiện tại là mình đã chơi khoảng được hôm, nếu tính theo thời gian chơi thôi nha, thì mình đã chơi được khoảng 3 ngày 10 giờ 17 phút các bạn thấy đây. Thì nhân vật này của mình đã mình cài khá là nhiều. Và có thể là với khoảng thời gian chơi nhất định như vậy thì mình sẽ có một số kinh nghiệm nhất định để có thể chia sẻ cho các bạn. Thì nếu các bạn nào thấy cái thể này không đúng hoặc là những cái gì mà các bạn thấy không hợp lý và không vừa tai các bạn thì các bạn hãy nói, có góp ý với mình trong phần comment phía dưới để các mình có thể biết và chỉnh sửa bản thân hơn, và những cái thứ mà mình nói thôi mình sẽ tìm hiểu lại kỹ hơn. Và khi các bạn bắt đầu game thì nó sẽ cho các bạn khoảng 3-4 cái side mission là gì, là những cái nhiệm vụ phụ. Và những nhiệm vụ phụ đó tất nhiên mình nghĩ là nó cũng chính là nhiệm vụ chính rồi, thì các bạn sẽ làm những nhiệm vụ phụ đó cho đến khi nào mà các bạn unlock được cái base of operation, là cái khu doanh trại chính của bạn ở đây, nằm ở đây. Thì đây là mọi thứ, đây là nơi mà mọi thứ bắt đầu và nó sẽ đi xuyên suốt cái hành trình The Division của các bạn. Vị trí nó nằm ngay chỗ này đây, base of operation. Hầu như các bạn này chơi thế nào khúc đầu đó là rối mắt nhưng các bạn sẽ quen thôi, nó nằm ở đây. Và các bạn hãy fast travel bất cứ lúc nào. Và khi bạn bước vào, các bạn sẽ thấy ba cái wing và ba cái lối chơi chính thức của The Division. Và nó sẽ tùy hướng cái lối chơi của người chơi xuyên suốt cái tựa game này và tùy theo các bạn nữa. Thì hiện tại mình cũng đã nâng cấp hết 100% rồi và mình sẽ giải thích cho các bạn khi mà các bạn các bạn phải có tìm hiểu nhất định để có thể chơi cái một cách tốt hơn sau này. Thì để mở bắt đầu mình sẽ nói về vấn đề kiểu như là ability trước đi. Thì vấn đề đầu tiên mà mình nói là khả năng, ability. Thì trong game này có rất là nhiều khả năng, nó chia làm ba cái gọi là skill, kỹ năng, talent là tài năng, và cuối cùng là burst là những cái kiểu như kỹ năng hỗ trợ, kiểu như kiểu là các bạn nào chơi game bảo kỳ hoặc đó kiểu như là skill passive vậy á, skill mà kêu bị động á. Đó, gọi là first, nên là gì mình không hiểu rõ là nó ý cái từ là sao, nhưng mà mình hiểu cái cách nó hức nó nói. Thì nó sẽ chia ra ba cái wing chính, là ba cái cảnh chính, là đây như bạn thấy đây, ba cái cảnh chính là medical, là cứu thương, tech là công nghệ thông tin, và cuối cùng là bảo vệ, security. Thì mỗi cái wing nó sẽ có những cái skill nhất định, và những cái skill cuối cùng như thế này, ba skill mà có hai ba gạch xung quanh đó, là những skill đặc biệt, ultimate skill, và nó có cái kỹ năng rất là đặc biệt và mình sẽ giải thích sâu. Skill đầu tiên này tức là một cái dùng một thứ là dùng bạn để scan vị trí của địch. Thứ hai là dùng để hồi máu cho tất cả bạn bè của bạn và lẫn của bạn. Thứ ba là một cái cục kiểu như các bạn thảy bất cứ nơi đâu để nó vào, nó sẽ hồi máu trong khoảng một phạm vi nhất định. Và cái này là nó cũng ná như vậy nhưng mà nó kiểu như nó mạnh hơn bình thường và hồi rất là nhiều và hồi rất là kinh dị. Và tiếp theo là cái này là một loại bom bắn một phát vô người ta gây đủ kiểu. Và ráng mình sẽ giải thích cho nó, trong đây nó có mod nữa và mod nó quan trọng như thế nào. Và thứ hai là turret, là một loại súng máy, các bạn thảy chỗ nào nó sẽ bắn chỗ đó và bắn những con nhất định. Nhưng mà mình nghĩ không nghĩ những thứ này rất là quan trọng tại thời điểm nếu các bạn đã chơi hết game, nhưng lúc đầu nó vẫn rất là quan trọng. Thứ tiếp theo là Sycamore là một loại mine di động. Kiểu như các bạn thả xuống cái mine này có thể di chuyển và tìm tới cái địch gần nhất để kích nổ. Thứ ba là Tactical Link, trước đó mình cũng hay sử dụng cái skill này. Nó sẽ tăng một đam rất đam đột biến, rồi mình sẽ giải thích sâu. Tăng đam đột biến rất là kinh trong khoảng thời gian ngắn đủ để các bạn thể giết người ta. Thứ ba là cái bảo vệ đầu tiên đó, tức là Ballistic Shield. Đây là nó như cái tên gọi nó luôn, thì đây là một cái khiên bảo vệ người chơi trong khoảng thời gian ngắn, chịu đam rất là kinh. Smart Cover kiểu như là một cái kiểu là các bạn khi bạn vào cover nó sẽ buff mọi thứ, kiểu như buff giảm đam nhận được và buff đam mà các bạn có. Thì thứ ba là mobile cover, thì các bạn nào thiếu một cái cover nhất định thì nó sẽ tạo ra một cái cover nhất định để các bạn để nắp vào đó. Và cái cover này có máu rất là trâu và có thể nói là khá là ổn định và kiểu như là để trụ được lâu hơn so với những cái khác. Thứ tư là survival link, hiện tại mình đang sử dụng cái này. Và cái này để làm sao thì mình sẽ chỉ cho các bạn, nó sẽ là tăng lượng đam mà các bạn nhận được trong khoảng thời gian ngắn, có lộn, tăng cái lượng đam nhận được đam kiểu như là giảm cái đam mà các bạn nhận được bị kiểu như là bị người ta bắn á, các bạn sẽ giảm cái đam đó đi và tăng cái tốc độ chạy cho các bạn để có thể chạy người khác. Thì nó chia ra rất là nhiều hướng để các bạn có thể build đồ. Thì mình build theo hướng vừa tăng nhưng máu vừa vừa, là mình hiện tại mình có khoảng 60.000 máu và đam rất là cao, khoảng 120.000.
thì mình hay build theo kiểu đó. Còn những người mà build theo kiểu máu nhiều mà đang vừa vừa để bắn á, thì sẽ khoảng 100.000 máu trở lên, ví dụ vậy. Và mình sẽ nói với vấn đề mod luôn, bạn bấm vuông nó sẽ ra mod, và nó cũng chính là cái skill ban đầu của bạn, nhưng nó sẽ đi bao gồm những cái skill phụ và thậm chí là skill master. Skill master sẽ có khi mà bạn unlock toàn bộ medical win supply, kiểu như là bạn unlock sạch 100% của mỗi cái win đó thì bạn sẽ có skill master. Và những cái skill master thì nó giống như cái skill đầu tiên, nhưng mà nó có kỹ năng đặc biệt hơn một tí thôi, nó không có gì đặc sắc hết. Cái này dùng để mình dùng để scan, cái này thường mình hay dùng hơn và dùng để hồi máu cho bạn bè của mình. Thì còn cái này thì mình dùng thấy ra rất là nhiều. Còn vấn đề tại sao nãy mình nói là những cái thứ này không cần trong khoảng các bạn end game khoảng level 30 và sau 30 là các bạn chơi Dark Zone, thì những thứ này khi bạn vô Dark Zone á là Turret với Sigma Mai, và khi bạn gặp những thằng boss cỡ level 30, 31, 32 á, hầu như là nó đều hack cái những thứ này của bạn hết, hầu như bạn không thể nào sử dụng được, rất là phí. Thì vào đó các bạn sẽ hùng hồi máu này nọ nó sẽ hay hơn. Thì Ballistic Shield cũng vậy, nó bắn rất là kinh và đam rất là cao. Hầu như những thứ này cũng bắt đầu trở nên vô dụng hơn khi bạn vô Dark Zone, nhất là Dark Zone 5, Dark Zone 6 mình cũng đã vô rồi. Đó, và những cái mod thì như bạn cũng đã nói thì nó cũng chỉ tăng kiểu như là nó khác một tí. Các bạn chịu khó đọc cái description, cái giới thiệu của nó thì bạn sẽ hiểu ngay thôi. Thì cái này bạn không hiểu bạn có thể hỏi mình qua phần fanpage, hoặc các bạn thấy cái phần trong phần comment phía dưới mình sẽ chỉ kỹ hơn. Và tiếp theo là mình sẽ nói về cái talent và tài năng của nó. Trong đây có rất là nhiều cái tài năng, và các bạn có thể dễ dàng hiểu những cái tài năng này thông qua các bạn đọc tiếng Anh một tí là các bạn sẽ hiểu thôi. Thì nó cũng không quá gì khó để các bạn thể không hiểu mấy cái này. Thì mình sẽ giải thích sơ qua thôi. Cái này dùng để hồi máu. Khi mà bạn chưa đầy hai máu nó sẽ hồi đến khi nào các bạn đầy luôn. Còn cái này á thì là khi mà bạn hồi máu cho bạn bè của bạn thì những cái skill delay khác á, cái delay của skill á nó sẽ giảm đi 15%. Còn khi mà bạn này revive một cái thằng nào đã gục á là down á, thì nó sẽ giảm tất cả những loại đam gây cho bạn trong vòng 10 giây 50%. Thì cái này là khi bạn nào suppress là gì, yểm bắn vô một con boss thì chỉ suppress lên, tức là thằng này đã bị kiểu như là mình phải đã bị giảm, kiểu như là bắn mà không thể đứng lên được nữa, đang đã bị suppress rồi bắn liên tục á, bắn yểm trợ. Thì trong khoảng thời gian mà khi mà bạn bắn yểm trợ cho bạn bè và khi cái thằng đó đã bị yểm trợ rồi thì cái tốc độ chạy của bạn sẽ tăng khoảng 25% trong vòng 10 giây. Và critical save thì mình dùng cái này, và lý do tại sao mình dùng cái này thì kiểu như các bạn, khi bạn dùng một cái medkit, khi mà bạn đang máu rất là thấp, nó sẽ tăng cái sự giảm đam của bạn, giảm đam nhận được của các bạn trong vòng 4% trong vòng 10 giây, khá là hay. Và thay vì mình sẽ giải thích thêm thì các bạn có thể tìm hiểu bản thân và sẽ dễ dàng cho các bạn hiểu hơn, nó cũng không khó mấy đâu. Thì mình sẽ nói những cái skill mình sử dụng và tại sao nó sẽ thích hợp. Và như bạn cũng đã nói, critical save rất là quan trọng, như tại mình đi tanker mình rất là dễ mau xuống máu và mình rất là xài medkit rất là nhiều, và các bạn phải nên tập xài medkit. Mình có những người bạn kiểu như là thậm chí cũng không biết xài medkit, và thậm chí là chúng ta chỉ xài mỗi cái healing, khả năng healing thôi, nó là không tốt và các bạn phải tập sử dụng đó. Thì combat medic thì mình có rất là nhiều kiểu tại sao sử dụng combat medic. Thì khi mà các bạn chơi theo nhóm mà các bạn để một cái ăn sử dụng một cái medkit gần cái group của bạn, nó sẽ hồi luôn cả group của bạn, rất là tiện. Còn one is none, tại sao mình sử dụng cái skill này, thì khi mà các bạn bắn headshot một bất kỳ đối tượng nào thì nó sẽ có 50% hồi lại đạn của bạn. Cái skill này rất là hay khi bạn sử dụng súng ngắm. Nếu bạn nào ngắm bắn ngay đầu liên tục thì bạn sẽ có cơ hội hầu như là 50% rồi, khá là nhiều. Các bạn bắn một phát là các bạn hồi được một viên đạn luôn, các bạn bắn liên tục luôn, khá là hay. Thì theo mình tính thì khoảng 15 viên thì nó sẽ hồi cho bạn khoảng 60 viên gì đó, nào đúng 50% luôn á. Thì cái đó là tính theo cách của mình tính thôi, nhiều lúc mình để ý thì nó cũng chỉ hồi vậy nhưng mà rất là hợp lý, hầu như chỉ thích hợp cho sniper cái kiểu. Và thứ ba, bước tư cuối cùng là mình chọn on the move. Đây là cũng là skill rất là hay, tại vì đó là nó giảm đam khi bạn di chuyển, và khi các bạn giết một đứa khi mà đang di chuyển nó sẽ giảm đam của những đứa khác trong 30% trong vòng 10 giây, khá là hay. Và cuối cùng mình sẽ đến với perks, giống như mỗi skill bị động nha. Thì những skill bị động này nó cũng khá là dễ, nhưng nó liên quan tới những cái nhà và cách sử dụng của bạn hơn. Đây, những cái này
Và hầu như những skill này thì nó dùng để những giúp những cái bên ngoài như tăng ba cái dark zone, tiền dark zone, rồi mở ba cái quầy bán hàng này nọ. Ok. Và như vậy nó thấy đây thì nếu các bạn nào vào space lần đầu tiên các bạn sẽ thấy khá là rối mắt, và tại nó làm sao để có thể đi upgrade đồ. Khi các bạn nào chịu khó nhìn xuống, các bạn sẽ thấy nó chỉ theo hướng ba cái đường màu: xanh lá cây, vàng, xanh dương. Thì những cái đường chỉ nó sẽ chỉ theo các bạn theo hướng một hướng nhất định. Thì các bạn qua đây, nó chỉ qua đây thì các bạn sẽ thấy một cái laptop để upgrade những cái thứ này. Thì các bạn nào có đủ cái supply win thì các bạn có thể upgrade thôi. Đây mình hiện tại mình đã upgrade hết. Thì vấn đề tại sao mình nghĩ là các bạn nên upgrade cái skill 1000 trước nó rất là quan trọng. Tại thường nó là skill thứ ba cho các bạn. Nếu các bạn đã upgrade rồi thì bạn sẽ skill thứ ba mà dùng. Và bạn để càng sâu càng lâu thì bạn không có mà xài thôi. Thì các làm sao để có những cái supply win, thì đây để mình sẽ chỉ các bạn coi. Các bạn mở map lên và các bạn tìm những cái hình tam giác có màu. Đâu đây, hình tam giác có màu. Đây hình tam giác màu vàng tượng trưng cho tech win supply. Nếu các bạn làm nhiệm vụ này xong thì nó sẽ cho các bạn khoảng 60 tech win supply. Cho nên khá là nhiều nhiệm vụ để các bạn làm để có thể tới 100%. Đầu tiên mình sẽ tìm một cái để minh họa cho các bạn. Đây, đây một cái nữa. Encounter một xanh lá cây tượng trưng cho miracle là hồi máu này nọ. Khi bạn làm xong nó sẽ cho bạn 60 cái supply để các bạn hay upgrade đồ. Và để coi mình xem mình còn cái xanh dương đây. Một cái xanh dương nữa là security. Các bạn thể làm xong bất kỳ nhiệm vụ này để thể nó sẽ hồi lại cho bạn. Tuy nhiên để làm sao để có những cái nhiệm vụ như thế này, các bạn buộc phải tới cái safe house gần đó và làm kiểu như là làm nhiệm vụ phụ gần đó, side mission, để thể nó kiểu như là nó kích hoạt cái khu vực này, nó phát hiện những cái encounter như thế này để cho các bạn làm. Để coi là mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn ngay đây. Các bạn hãy những cái hình ngôi nhà mà một cam như thế này, tức những cái safe house của khu vực nhất định. Khi bạn bấm vô nó sẽ có khoanh vùng của chỗ này, khoanh vùng các bạn thấy không? Thì các bạn chỉ cần làm những cái safe house, các bạn chỉ cần chạy tới những safe house như thế này. Chạy tới thôi, chạy bộ đó, chứ phải tại lúc đầu bạn không phải fast travel tới đây được. Thì nó sẽ cho mọi thứ nhất là fast travel với bạn tới chỗ này lần sau. Và nó sẽ mở mọi thứ encounter hay gì đó xung quanh khu vực đó. Hiện tại là đa phần những khu vực này mình làm xong hết rồi, thậm chí là side mission. Đó, khá là nhiều. Khu vực này là Dark Zone, thì đó mình sẽ giải thích sao. Thì hiện tại là đó là những cái thứ mà mình muốn chỉ các bạn đầu tiên. Thì thứ hai là mình sẽ chỉ về vấn đề súng cổ này nọ, súng inventory. Và nếu các bạn nào để ý á, thì lúc đầu các bạn sẽ thấy cái phần ba lô của bạn đây là 38/60. Thì hiện tại là của mình á, là tức là hiện tại trong ba lô mình có 38 món đồ trên tổng số là mình có thể chứa được 60 món đồ. Và bên phải của nó là có đồ của Dark Zone. Thì đồ Dark Zone các bạn mình sẽ giới thiệu sau. Thì hiện tại như bạn đang thấy đây thì mình nó chia ra ba loại đơn vị tiền tệ là credit, Dark Zone Fund và Phoenix Credit. Thì những thứ này hầu như là credit nó sẽ quan trọng cho những bạn người chơi mới bắt đầu vào khoảng level 1 đến level 30. Và Dark Zone Fund bắt đầu có tác dụng khi bạn chơi khoảng tới level 30 và các bạn tới level 30 Dark Zone. Tại vì hầu như mình không thấy món đồ nào có thể mua được sau khi các bạn chưa đạt tới level 30 Dark Zone. Thì hiện tại mình cũng là level 30 mấy Dark Zone rồi. Và Phoenix Credit là khi nào bạn cần khi end game. Vậy thứ rất là quan trọng để mua blueprint này nọ, bản thảo để các bạn hãy ráp đồ. Thì đầu tiên mình sẽ giải thích cho các bạn, đồ nó sẽ chia ra hai ba màu. Hoặc là 4 màu, 4 là thể là màu. Đồ mạnh nhất là vàng, như bạn thấy đây mạnh nhất là vàng. Thì mạnh nhì là tím và mạnh thứ ba là ba là xanh dương và mạnh cuối cùng là một xanh lá cây. Thì tại là đồ mình hiện tại mình không có đồ nào xanh dương hoặc xanh lá cây, mình sẽ cho mình đi tìm cho bạn coi. Đây để mình thật qua cho anh coi. Thì đồ xanh lá cây đây, đồ tím, đồ xanh dương. Thì yếu nhất là đồ xanh lá cây, thường các bạn vừa mới bắt đầu chơi bạn sẽ được đồ xanh lá cây. Và để làm sao để tìm được đồ mạnh thì các bạn cứ chơi, mình nghĩ là từ level 1 đến level 30 không cần nhất thiết phải đi tìm đồ và không nhất thiết phải vào Dark Zone tại vì nó quá mạnh. Nhưng mà là bạn nào nghĩ có thể mình có thể vô thì bạn mình nghĩ nó có chia level cho từng Dark Zone và nó sẽ chia phòng cho những người vào chơi Dark Zone vào khoảng level nhất định. Là kiểu như là nếu bạn mới level 15 nhưng mà các bạn muốn vào Dark Zone thì các bạn vẫn có thể vào, nhưng mà nó sẽ cho bạn vào những level Dark Zone, level thấp, cao nhất là Dark Zone 1, Dark Zone 2. Còn hầu như Dark Zone 3 trở lên, toàn là phần 30, level 30.
và mình khuyên các bạn nên chơi tới level 10 hẳn lên Dazzle. Ok, và giờ mình sẽ nói vấn đề khác là cái súng. Thì cái súng nó có kiểu như talent của cái súng, talent là tài năng của. Thì tại sao các bạn sẽ hỏi tại sao cái súng lại có thậm chí có tài năng? Thường những cái súng nó sẽ có chi một số tài năng nhất định, các bạn sẽ thường không thấy, và bạn buộc phải kéo nó xuống như thế này các bạn sẽ thấy những cái talent nhất định của nó. Thường cái talent nó sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên những cây màu xanh, thì mình nghĩ là vậy. Nó sẽ thường có một cái talent đi chung với nó, còn tới màu tím thì nó sẽ có tới 2 talent, và cái màu vàng nó sẽ có tới 3 cái talent. Talent rất là quan trọng trong cái hướng mà các bạn build đồ. Ví dụ mình sẽ lấy ví dụ một cái cây vector đi, mình có hiện tại có khoảng 4 cây vector như bạn đang thấy đây. Và tại sao nó rất là quan trọng trong build vector? Tại bình thường như mình craft, mỗi lần craft vector nó sẽ ra, không phải riêng gì vector mà hầu như từ những cây súng khác. Khi bạn các bạn thảo blueprint của nó thì nó sẽ craft ra với nhiều cái talent khác nhau, đẩy những cái súng này theo hướng build khác nhau. Tại sao mình gọi là build khác nhau? Thì kiểu như là mỗi cái súng nó có một cái talent nhất định, nó sẽ phù hợp với cái attachment. Attachment là những cái game mod để mod cái súng của bạn. Như bạn thấy đây thì những cái súng này có game mod á, tức là những cái cục tím, vàng, xanh, đỏ mình đã có dưới hình cái súng á. Đây mình sẽ cho các bạn coi rõ hơn. Đây, những cái mod mod đầu ngắm này nọ đó, vân vân cái kiểu. Mod vân vân đủ kiểu luôn. Đó. Đó, đó sẽ như thế này. Đó, rồi sau các bạn thấy nếu như bạn thấy là chưa có gì hết thì nó sẽ hiện không có gì cả. Và tại sao là mình nghĩ là nó quan trọng? Tại vì những cái talent này sẽ có nhiều cái talent như cơ là tăng accuracy trong vòng 41%, và tức là tăng cái độ chính xác trong 41% lần. Hoặc là tăng critical hit chance rất là nhiều lần khác. Hoặc là như mình thấy, các bạn thấy là mình hiện tại là có predatory giết một đứa và nó sẽ hồi lại 13% máu trong vòng 5 giây. Brutal headshot, các bạn cái bắn ngay đầu, đam ngay đầu sẽ được tăng 24% khi mà bạn sử dụng cái vũ khí này. Nhưng mà tại sao nó lại đen, hai cái này nó lại đen, một cái này chỉ có một, cái này mình có là màu trắng. Tức là cái này nó đòi hỏi một số kiểu như là chỉ số nhất định. Như bạn thấy là mình thiếu cái chỉ số máu 2362. Và làm sao để xác định được cái chỉ số máu của bạn có như thế nào? Nhiều người lúc rơi ban đầu sẽ nhầm lẫn là cái chỉ số mấy trăm ngàn ở trên là chỉ số máu, nhưng thực chất không phải vậy. Nó nằm ở chỉ số nhỏ ở phía dưới, nó xác định những thứ này. Thì cái những cái đòi hỏi này nó sẽ xác định theo cái số nhỏ ở dưới: stamina, firearm và electronic. Còn những trên chỉ là những cái chỉ số máu và đam của các bạn có mà thôi. Đó là những thứ rất là quan trọng. Và tại sao mình nghĩ là các bạn nó sẽ theo hướng nhất định? Tại vì là khi mà các bạn bấm mod, thường nó sẽ như cái cục mod nó tăng một số thứ nhất định như là optimal range, headshot damage, critical hit chance. Thường mà sử dụng accuracy hoặc critical hit chance. Thì những cái súng nào mà có accuracy mà các bạn đi kèm với những cái đồ món đồ nó tăng accuracy, nó sẽ tăng đam đột biến. Và đến khi bạn full mod có thể thậm chí lên cao hơn. Hiện tại là những vector của mình hiện tại không có cây nào mà theo cái hướng talent mà mình cần, cho nên hầu như mình build tất cả thì cũng không được đam cao cho lắm. Cao lắm mới được 89.000 thôi. Nếu bạn nào biết build nó sẽ lên tới 100 mấy chục ngàn. Cây này theo mình biết là vậy. Hiện tại có một cây này mình build full luôn mà build đúng độ thì mình thích á, thì cái Caduceus này vẫn khá là ok và lên tới 125.000 mà đam khá là ổn định. Đây và mình sẽ nói thêm, không nhất thiết đồ vàng nó sẽ mạnh. Hầu như chỉ mạnh hơn bình thường nhưng nó vẫn sẽ yếu hơn đồ tím nếu như bạn nào tìm hơn không đúng món đồ. Ok, ngoài những thứ mà mình sẽ nói đây, đồ vàng đó, thì đồ vàng nó sẽ tăng theo hướng ba hướng nhất định là firearm, stamina và electronics. Thì mình sẽ giải thích tại sao những cái thứ này nó đã ảnh hưởng. Hầu như skill power nó sẽ dựa trên electronics. Và skill power mình nghĩ không cần thiết cho lắm, nó chỉ khi mà bạn sử dụng skill rất là nhiều. Và hầu như các bạn sử dụng một số talent của cái súng mà các bạn cần phải upgrade thì skill power rất là quan trọng về vấn đề đó. Nhưng mà mình không có upgrade kiểu đó, tại vì mình không có cần skill power cho lắm. Tại vì những cái mà talent cái súng mình vừa thường là dựa trên firearm và stamina. Cho mà không up nhiều, 15.000 là ổn định lắm rồi.
máu khoảng 60.000 là gọi là vừa, nhiều gọi khoảng 100.000 là nhiều. Khi bạn chơi tới level như thế này mà bạn khoảng 30.000 máu là quá ít. Đam thì các bạn, nếu mà bạn lên level như mình và lượng như mình thì các bạn phải có ít nhất 100.000 đam. Hiện tại là 120.000 rồi. Thì các bạn càng up càng nhiều thì nó sẽ có nhiều thôi. Và những đồ như thế này còn có mod đồ nữa, nó sẽ tăng đam farm cho các bạn, tăng rất là nhiều. Hiện tại mình chú ý tăng farm không à. Ngoài ra nó còn một số chỉ số của cái bộ đồ như các bạn đang mặc, nó sẽ tăng rất là nhiều thứ mà các bạn nên để ý một tí và các bạn tìm hiểu. Thậm chí những đồ như thế này có cả talent. Cái thứ duy nhất mà có thể mà đồ vàng nó sẽ cho up cái 3 chỉ số, đó chính là cái đồ đựng súng của bạn, nó sẽ up cấp 3 chỉ số luôn. Nhưng mà các bạn phải lên level cao, làm daily challenge nhiều. Và đây là một số thông tin nhất định. Kiểu như là đây, các bạn sẽ thấy một số thông tin nhất định nó nằm ở đây. Và để xem cái con bạn của bạn nó sẽ làm ăn như thế nào khi mà bạn chơi trong khoảng thời gian đó, và những cái kỹ năng đặc biệt. Nếu các bạn nào mới bắt đầu chơi thì mình nghĩ các bạn nên nâng cấp cái scavenging. Scavenging là gì? Đây là cái tỷ lệ mà các bạn drop đồ. Nhưng mà sau này các bạn lên Dust Zone mà các bạn không có chỉ số này cao thì các bạn sẽ khó kiếm được vàng và đồ tím hơn. Mình không nói là dễ nhưng mà nó sẽ khó drop đồ vàng. Tại hầu như với 138% hiện tại. Và mình vô Dust Zone mình chỉ tìm khoảng được đồ cao lắm, đồ vàng mình tìm được 2 lần, còn như toàn đồ tím. Hầu như cũng không cần xài, không cần thiết cho lắm. Và trong Dust Zone nó chỉ bị một cái á, là các bạn phải lại ngay cộng Dust Zone để các bạn truy cập vào Dust Zone. Cộng Dust Zone nằm đây và các bạn hãy truy cập vào từng Dust Zone một khác nhau. Và mình sẽ giải thích luôn tại sao có extraction. Server shutting down. Còn khoảng 1 tiếng nữa server sẽ nghỉ. Thì tại sao mình nói mình sẽ bắt đầu tiếp tục luôn? Tại vì mình cũng không nói nhiều nữa đâu. Extraction area là những khu vực này gọi là khu vực extract đồ. Sau khi các bạn kiếm được đồ trong Dust Zone, tại sao các bạn không thể chỉ cầm đem ra ngoài là xong? Đựng đồ đó đã bị nhiễm độc contaminated. Nó bị nhiễm độc cho nên buộc các bạn phải extract đồ, kiểu như là nó sẽ xử lý, sẽ rửa sạch thì qua tụi máy bay này nọ. Các bạn coi trong trailer các bạn sẽ biết rõ là nó sẽ thả cái sợi dây xuống, các bạn đẩy đồ lên và các bạn hãy đem nó ra ngoài. Và có thể bạn sẽ cầm nó vào cái stash của bạn và các bạn sẽ có thể cầm sử dụng đồ đó, nhưng mà bắt buộc các bạn phải extract nó trước cái đã rồi các bạn hãy đi vô được. Thì sau các bạn update này khoảng 1 tiếng nữa nó sẽ update đây, tại server nó chuẩn bị đóng nè. Các bạn sẽ có thể có cơ hội fast travel thẳng vào cái checkpoint luôn. Các bạn không cần phải chạy tới cái safehouse gần nhất rồi chạy bộ ra cái checkpoint này nọ. Hơi phiền. Đây, đó. Đó là hay. Thì Dust Zone, mình có số kinh nghiệm nhất định với các bạn khi bạn vào Dust Zone. Đầu tiên là đừng tin ai cả. Hầu như những người trong Dust Zone không ai đáng tin cả và họ cũng không thật sự là giúp bạn đâu. Tại mình trường từng thấy một cái trường hợp kiểu như là đồng đội với nhau chỉ ra đi giành giật một cái súng vàng. Nó thật là vậy. Thậm chí đồng đội còn không tin được, nói chi là kiểu như là người lạ thì càng không thể tin được. Cho nên các bạn phải cẩn thận trong Dust Zone. Và Dust Zone có hai thứ mà các bạn nên quan trọng là kinh nghiệm và tiền Dust Zone. Tiền Dust Zone các bạn có thể sử dụng ở khu vực này. Các bạn hãy mua đồ Dust Zone ở đây, nhưng các bạn ít nhất cũng phải level 30 mới có. Và kinh nghiệm, nếu các bạn nào mất tiền khá là nhiều, khi nào bạn chết một cái các bạn sẽ bị trừ điểm kinh nghiệm khá là nhiều. Và nếu các bạn nào go rock là sao? Go rock là khi bạn đi giết người, các bạn đi giết người nó sẽ được gọi là go rock, là đi giết người. Thì khi bạn chết nó sẽ tăng rất là nhiều cái kinh nghiệm mà bạn mất đi khi bạn chết. Cái thứ mà sau cùng các bạn sẽ muốn làm khi mà các bạn đã hoàn thành tới level 30. Thì cái mục tiêu mà các bạn vừa mới bắt đầu chơi thì các bạn sẽ lên level 30 sẽ rất là thích hợp hơn là các bạn vào Dust Zone. Thì Dust Zone nó sẽ chia một cái rank nhất định và nó sẽ chia một cái rank hoàn toàn khác so với rank thường. Như nãy mình cùng các bạn cũng thấy là mình vừa đã lên tới level 30 mấy rồi. Thì đó là cái tại sao mình nói là các bạn nên cày tới level 30 thẳng vô Dust Zone. Tuy nhiên thì khi bạn mà đã hoàn thành level 30 nó sẽ chia theo hướng rất nhiều hướng end game. Các bạn không nhất thiết phải vô Dust Zone. Dust Zone thực chất chỉ là chiếm đồ và mình không nghĩ đó chính là một cái nơi để dùng để PvP thực sự, player versus player.
đánh người đánh. Hầu như tại là cái giá mà các bạn phải trả khi mà phải giết người khác á rất là cao so với những món đồ bạn nhận được. Vậy các bạn không biết chắc là khi người thằng đó có một món đồ gì ngon hay không, khi mà bạn giết tụi nó thì bạn phải trả giá bằng cách là bạn mất rất là nhiều kinh nghiệm. Cái điều đó các bạn sẽ hối tiếc khi mà bạn lên cái level cao. Level càng cao mất càng nhiều điểm kinh nghiệm. Và chỉ cần mất một phát các bạn hay mất cả nửa cây mà các bạn cày chết mẹ mới có. Thì đó là lý do tại sao các bạn không nên đi giết người Go Rock là vậy. Cho nên hồi nãy cô đã nói thì Go Rock cũng được, nhưng mà mình sẽ chỉ các bạn cách Go Rock dễ hơn và các bạn không mất kinh nghiệm. Nếu các bạn muốn đi kiếm đồ thì các bạn nào muốn đi kiếm đồ thì các bạn có thể tạo ra cái nhân vật thứ hai. Thì nhân vật thứ hai nó sẽ kiểu như là nó sẽ liên kết cái start thùng start chung với con chính của bạn. Các bạn có thể để đồ xịn vô, nhưng mà ít nhất các bạn phải cày cái con thứ hai lên level 30 và các bạn truyền cái đồ đó sang cho con đó. Các bạn hãy tốn một khoảng thời gian đi cày lại thôi. Thì các bạn hãy cầm cái con đó đi vào Dark Zone đánh người ta. Tại vì các bạn không quan trọng rank Dark Zone của bạn bên con đó như thế nào, cho nên thì các bạn có thể dễ dàng đi giết người ta mà các bạn không sợ mất kinh nghiệm này nọ. Và không chỉ là không mất tiền, tại tiền tất cả bạn đang để hầu như bên con chính. Về thời gian cướp đồ thì bạn hãy chia sẻ lại và các bạn bỏ vô thùng start lại thì con chính cũng có thể sử dụng luôn. Khá là hay, cái trick khá là nhỏ thôi. Ngoài ra thì Dark Zone á, một cái nơi mà các bạn gì để kiếm đồ, và hầu như mình nghĩ là mình cái game này nó cần hay cái hệ thống PvP nữa, kiểu như Destiny có nhưng game này thì không. Mình nghĩ chắc DLC tới sắp tới thì nó cũng sẽ có những cái này để fix này nọ các kiểu và những cái nội dung mà nó cần thiết để ra hơn. Dark Zone thật sự chưa đủ tỷ lệ rớt đồ nó quá ít, thậm chí đồ vàng thôi là quá hiếm. Hầu như là mình có một người bạn rớt được cái Midas khá là hay rồi, tuy nhiên thì hiện tại là mình không có. Ngoài ra thì end game nó còn theo hướng thứ hai đó chính là daily mission. Tại sao mình kêu các bạn làm daily mission và tại sao daily mission nó rất là quan trọng? Thì daily mission nó sẽ cho các bạn gọi là, nếu bạn nào chơi khó và chế độ challenging á, nó sẽ cho bạn finish credit. Tại sao? Hầu như end game nó rất là phụ thuộc vào finish credit. Những thứ sau khi end game sẽ không còn về vấn đề ở credit chính và Dark Zone Fund nữa, nó sẽ phụ thuộc hầu như tất cả vào finish credit để kiếm đồ này nọ. Như bạn thấy đây, hôm nay nó có challenging là Phoenix Reddit, nó sẽ trọng cho mình 15 Phoenix Reddit ở chế độ khó. Thường mình làm chế độ challenging cái phần này rồi, khá là dễ, cái chỗ này khá là dễ. Thì tại sao các bạn cần phải cày Phoenix Reddit? Hiện tại như mình với bạn coi là mình có 185 Phoenix Reddit. Và khi các bạn nào upgrade Techwing nhiều thì các bạn sẽ thấy một phần ở trên này, đó chính là Special Gear Vendor. Special Gear Vendor nó sẽ bán đồ hầu như toàn là Phoenix Reddit không, và nó đòi hỏi Phoenix Reddit rất là nhiều. Và hầu như các bạn làm một cái daily mission ở chế độ challenging cực khó thì các bạn chỉ kiếm được khoảng 30 đến 50 Phoenix Reddit một ngày, và hầu như những thứ này đòi hỏi rất là nhiều. Và như vậy hay là nó, đây là những cái thứ bạn thảo mà các bạn hãy ráp được những cái súng mà bạn cần. Và hiện tại mình có rất là nhiều bạn thảo để có thể ráp những cái súng vàng mà mình cần và những cái bộ khí vàng để mình hãy cần. Thì cái khu này dùng để bạn mới mua đồ, mua đây coi, để mua bản thảo để các bạn hãy ráp đồ ngon hết sức có thể để hãy đánh người ta. Thì thường đồ vàng á, ngoài ra thì nó còn một chỗ bán bản thảo mà xịn hơn và mạnh hơn ở chỗ này nhiều, đó chính là ở Dark Zone 6, ở cái safe house Dark Zone 6, safe room Dark Zone 6 sẽ bán những cái món đồ kiểu như bản thảo để các bạn ráp đồ. Nhưng mà cái nó đòi hỏi bạn phải có level 50 Dark Zone, khá là cao. Và mình sẽ sau khi bạn cái chọn cái chỗ ráp đồ nó sẽ nằm ở dưới này. Như bạn đi đây, thấy bên đây đây, Crafting Station đây. Đây bạn sẽ thấy những món đồ vàng, đồ xanh, đồ đỏ, những cái bản thảo mà bạn đã có sẵn. Thì hiện tại mình có Damascus, cái súng lục này không cần thiết cho lắm. Các bạn có thể lên level 30 là các bạn có ngay, làm hoàn thành những nhiệm vụ là có ngay. Và một số thứ mà mình có như là Fire Mask, Lubrine, rồi Tum Lum La, Nibat, Standard Magazine, Farm Gear Mod, Tum Lum La. Nhưng mà nó đòi hỏi là các bạn để craft những món đồ đó, các bạn cần phải có những cái món đồ vật dụng nhất định. Hiện tại là như bạn thấy là mình cần phải có electronic 5 cái và 3 cái fabric. Và những cái súng thì nó thường họ đòi hỏi với mình part.
đây weapon port 1503 gì đó. Đó, đây. Và làm sao để có được những món đồ weapon port màu vàng? Nó sẽ bạn kéo xuống dưới cùng bạn sẽ thấy phần này. Đây những cái tool này. Để craft lên được một cái weapon port màu vàng các bạn cần phải 5 cái weapon port màu xanh dương. Và để có một cái weapon port màu xanh dương các bạn cần phải có 5 cái weapon port màu xanh lá. Xanh lá thì các bạn có thể tìm bất cứ nơi đâu, hoặc xanh dương thì bạn cũng có thể tìm bất cứ nơi đâu bằng cách deconstruct đồ. Deconstruct là gì? Phá hủy đồ. Thì các bạn có những cái súng thì ví dụ như cái này đi. Nếu các bạn đè L nó sẽ hiện deconstruct lên. Nhưng mà mình không có deconstruct cái này, mình chỉ thử cho bạn coi thôi. Thì deconstruct thì nó sẽ cho những cái đồ nhất định. Thì nếu bạn nào deconstruct đồ tím nó sẽ cho bạn đồ xanh dương. Với bình bắt đầu xanh dương. Và thì thường với lại bạn nếu mà bạn check cái weapon port ở ngay chỗ này nó sẽ cho các bạn luôn cái thùng này, khá là quan trọng. Và tool này nọ thì các bạn phải đập những cái đồ khác vậy thôi, khá là dễ. Thì khi mà các bạn bắt đồ, các bạn để ý nếu bạn nào bẻ một cái đồ màu tím deconstruct á, đồ tím thường nó sẽ cho khoảng cần hai cái màu xanh dương. Nhưng mà các bạn nào để ý thì các bạn đem đi bán cái này thì các bạn thường sẽ có giá tới mấy ngàn cho đến mười mấy ngàn. Cho nên những cái món đồ tím các bạn nhận là có được mà các bạn không cần xài, các bạn hãy để nó vô stash và các bạn đem nó qua con thứ hai. Rồi qua đem qua con thứ hai, tại do con đó còn level thấp, các bạn sẽ được mua đồ với giá rất là rẻ. Thì các bạn có thể đem bán những cái súng tím trên cái stash của cái con đó và lấy tiền để mua những cây súng màu xanh lá cây. Thì cứ thường một cái súng lục màu xanh lá cây với giá 200 thì các bạn kiếm được khoảng 2 cái weapon port. Thì khi các bạn kiếm được 2 cái weapon port á, với một số lượng lớn như vậy, các bạn hãy mua được rất là nhiều cái weapon port và các bạn chuyển tất cả những cái súng màu xanh lá cây đó quay trở lại stash. Rồi các bạn mở cái stash bên đây để các bạn thể lấy được cái weapon port, deconstruct hết những cái súng đó và các bạn lấy được cái weapon port kiểu cái đó. Nó sẽ rất là tiện và nó đỡ chi phí hơn các bạn và có thể lấy đồ vàng các bạn.